Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Với chủ đề dinh dưỡng, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những tác dụng tuyệt vời mà gạo lứt mang đến cho sức khỏe của các bạn. Nếu như quan tâm thì Trang có 6 phần chính muốn gửi đến bạn. Đầu tiên sẽ tìm hiểu gạo lứt là gì, có bao nhiêu loại gạo lứt. Thứ hai, giá trị dinh dưỡng của gạo lứt. Thứ ba, tác dụng của gạo lứt. Thứ tư, cách sử dụng. Thứ năm, những lưu ý. Và cuối cùng thứ sáu, giải đáp một số những vấn đề thắc mắc. Nếu như các bạn thực sự đang quan tâm và muốn tìm hiểu về loại gạo này tốt cho sức khỏe hay là tốt cho quá trình làm đẹp như thế nào, thì hôm nay với những kiến thức này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Và lưu ý, đây chỉ là những kiến thức giúp cho các bạn tham khảo, chứ Trang không đưa ra bất kỳ chuẩn đoán hay thay thế phương pháp điều trị y khoa nào. Các bạn cần lưu ý và cân nhắc nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành ngay sau đây cùng với Trang nào. Phần đầu tiên chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu gạo lứt là gì, có bao nhiêu loại gạo lứt. Chúng ta khá quen thuộc đối với gạo lứt rồi đúng không ạ? Thì trên tay Trang đang cầm đây chính là một cái chén gạo lứt đỏ. Thì gạo lứt là gì? Gạo lứt là cái loại gạo chỉ xay loại bỏ cái phần vỏ trấu bên ngoài thôi. Nó vẫn giữ nguyên cái hàm lượng cám, các chất dinh dưỡng trong gạo lứt còn nguyên các bạn nhé. Có nghĩa là nó giữ trọn vẹn đó. Cho nên người ta thường gọi đây chính là ngũ cốc nguyên cám nè. Hoặc là gạo rây, vân vân, có nhiều tên gọi khác nhau lắm. Thông thường thì vẫn gọi là gạo lứt. Thì gạo lứt khi chúng ta ăn vào á, thì bạn sẽ có cái cảm giác nó nhâm nhám. Khi bạn sờ như thế này thì bạn cũng đã thấy nhám rồi nè. Nhất là khi bạn vo gạo á, thì một điều đặc biệt các bạn có thể để ý, có nghĩa là những loại gạo khác mình vo lên mình sẽ thấy cái nước đục đúng không ạ? Còn cái này thì khi bạn vo nó không có cái màu đục của nước vo gạo đâu các bạn nhé. Thì bạn vo sơ để loại bỏ những cái đất cát trên đây thôi. Thì khi bạn nhai vào có cảm giác là nhăm nhám, bởi vì cái chất xơ của nó quá nhiều mà cái nguyên cám nó bên ngoài. Và khi bạn nuốt vào thì bạn cảm thấy nó hơi vướng ở cổ họng, bởi vì gạo này nó rất khô và nếu như bạn ăn không quen thì bạn rất khó ăn. Nhưng bật mí cho bạn một điều, đó chính là gạo lứt rất là tốt cho sức khỏe. Thì có bao nhiêu loại gạo lứt đây? Thì sẽ có hai loại gạo lứt bạn nhé. Một là chia theo màu sắc, thứ hai là theo chất lượng của gạo. Thì theo màu sắc thì chúng ta sẽ có 3 màu. Bởi vì khi mình chuốt gạo đó, mình chỉ bỏ cái phần vỏ bên ngoài thôi, cái bỏ cái vỏ trấu thôi đó, cho nên là nó còn nguyên cám. Thì có nhiều loại nó sẽ có màu vàng ngà hoặc là cái vàng hơi ngã nâu. Còn có cái loại là màu đỏ. Đỏ này nó lại có hai loại nữa, đỏ thường và đỏ huyết rồng. Thì đỏ thường là sao? Bạn cắn cái hạt này ra nè, bạn xem bên trong là nó cái màu trắng, bạn không thấy rõ đâu. Thì cái màu trắng là cái gạo đỏ thôi, gạo lứt đỏ. Còn nếu như mà chúng ta mà cắn ra mà bên trong nó có màu nâu sẫm hoặc là cái màu nâu đỏ đó thì là huyết rồng. Và thứ ba đó chính là gạo lứt màu đen. Đen không phải là đen tuyền óng ánh đâu các bạn nhé, mà là màu tím than đó. Về cái chất lượng thì cái chất của gạo đó thì người ta lại chia thành hai loại nữa, có nghĩa là gạo nếp dạng tẻ và gạo lứt dạng tẻ và gạo lứt nếp. Thì tùy thuộc vào từng cái thôi thì các bạn xem hình ảnh để biết thêm về những loại gạo lứt. Thì thông thường người ta vẫn dùng cái loại gạo lứt mà Trang giới thiệu đến tất cả các bạn nè, gạo lứt đỏ các bạn nhé. Như vậy là chúng ta vừa điểm danh xong phần đầu tiên cùng với Trang rồi đó. Gạo lứt là gì? Có bao nhiêu loại gạo lứt để cho các bạn tìm hiểu? Bây giờ sẽ bước sang phần thứ hai, giá trị dinh dưỡng của gạo lứt. Nghe nói rất nhiều đến gạo lứt, từ trong chế độ dinh dưỡng hay là trong chế độ ăn kiêng thì các bạn cũng thấy rồi đó. Nhưng mà gạo lứt mang đến cho mình những cái giá trị dinh dưỡng như thế nào? Bây giờ điểm danh sơ lược cùng với Trang nhé. Thì chúng ta sẽ xét trong 158g gạo lứt là tương đương với một cái chén này đây. Thì nó sẽ cung cấp cho bạn cái gì?
Nó sẽ cung cấp cho bạn 216 calo, 3,5 gram chất xơ, 44 gram carbohydrate, 1,8 gram chất béo và 5 gram protein. Ngoài ra rất giàu cái hàm lượng vitamin và khoáng chất đưa vào cơ thể của các bạn. Chúng ta có thể điểm danh sơ lược nhé. Về vitamin, đặc biệt là vitamin nhóm B cực kỳ dồi dào trong gạo lứt các bạn nhé, như là B1, B2, B3, B5, B6, B9. Và ngoài ra thì nó còn có vitamin E nè và nhiều nhóm vitamin khác nữa. Nổi trội nhất là những nhóm vitamin này. Về chất khoáng thì nó sẽ cung cấp cho bạn hàm lượng mangan, magie, kẽm, đồng, selen, phosphor, canxi, vân vân. Rất nhiều những dưỡng chất, đặc biệt là những chất chống oxy hóa, flavonoid và phenol, thì nó sẽ mang đến những cái giá trị dinh dưỡng tuyệt vời cho sức khỏe của các bạn. Ở đây nói một xíu về mangan. Thì mangan rất cần thiết cho tế bào não bộ cũng như những dẫn truyền ở hệ thần kinh. Đồng thời nó sẽ giúp cho cơ thể của các bạn chuyển hóa các chất như là chất béo và đường trong cơ thể một cách tốt nhất. Đặc biệt khi bổ sung mangan vào cơ thể với một hàm lượng dồi dào vậy đó, thì trong 158 gram gạo lứt này nó sẽ cung cấp cho bạn 88% giá trị mangan trong một ngày. Cho nên là rất là dồi dào rồi. Thì nó sẽ hỗ trợ về vấn đề rối loạn chuyển hóa hoặc là rối loạn về tăng trưởng. Đồng thời nó sẽ hỗ trợ về hệ sinh sản của các bạn trở nên khỏe mạnh và tốt hơn. Và điều đặc biệt lưu ý quan tâm đó chính là nó sẽ ngăn ngừa được cái quá trình hủy khoáng ở xương. Thì đó là những cái tác dụng về giá trị dinh dưỡng mà gạo lứt mang đến. Các bạn có thể tham khảo và tìm hiểu thêm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ 3. Tác dụng của gạo lứt là gì? Khi chúng ta nói nhiều về cái giá trị dinh dưỡng thì hình như là từ đầu tới cuối là chúng ta thấy rằng nó rất giàu dinh dưỡng đúng không ạ? Mà cái chất xơ lại cực kỳ cao nữa. Vậy cụ thể nó tốt cho sức khỏe như thế nào? Đầu tiên chúng ta phải nói đến cái quá trình làm đẹp, có nghĩa là giúp cho các chị em giảm cân lấy lại vóc dáng đó. Thì đây là một trong những cái ưu điểm tuyệt vời mà ai ai cũng thích sử dụng gạo lứt để giảm cân cho mình. Giảm cân bằng cách nào? Thì cơm nấu từ gạo lứt như thế này thì nó cực kỳ giàu hàm lượng giá trị dinh dưỡng các bạn nhé. Ngoài ra cái năng lượng của nó thấp nè, và cái lượng đường của nó cũng thấp hơn, và cái hàm lượng chất xơ cực kỳ dồi dào, tới 3,5 gram chất xơ trong 158 gram gạo lứt đó. Thì 3,5 gram này nó cực kỳ nhiều hơn so với những loại gạo khác. Gạo thường của chúng ta nó chỉ khoảng là 1 gram chất xơ thôi, thì bạn thấy nó nhiều hay không? Thì từ đó nó sẽ giúp cho bạn tạo cái cảm giác no lâu nè, đồng thời nó sẽ chuyển hóa chậm hơn và giảm đi cái cảm giác thèm ăn. Cho nên là bạn sẽ giảm cân hiệu quả cùng với gạo lứt. Tất nhiên là phải có chế độ dinh dưỡng, chế độ luyện tập và nghỉ ngơi kèm theo rồi bạn nhé. Giảm cân thì lượng calo dung nạp vào phải thấp hơn lượng calo bạn tiêu thụ thì mới giảm cân được. Cho nên đừng bao giờ nói rằng mình ăn gạo lứt rất là lâu rồi, hoặc là thử sử dụng thường xuyên luôn, ăn rất là nhiều nhưng mà không giảm cân, thì do cái chế độ dinh dưỡng của mình hoặc là chế độ nghỉ ngơi của mình chưa hợp lý. Xem lại coi bạn đã có lịch cụ thể để giảm cân hay chưa thì mới giảm cân được một cách tốt nhất, chứ không phải ăn gạo lứt rồi cứ nghĩ rằng thì ra nghe Trang nói nó có tác dụng giảm cân nè, người ta cũng có nói giảm cân thì mình ăn vào tất nhiên mình sẽ giảm, cứ ngủ đi, cứ ăn đi rồi sẽ giảm cân. Không có đâu bạn nhé. Tiếp đến là tác dụng cho sức khỏe, chúng ta có thể điểm danh sơ lược như sau. Đầu tiên là nó tốt cho tim mạch. Tại sao gạo lứt lại tốt cho tim mạch? Bởi vì nó sẽ loại bỏ cholesterol xấu trong cơ thể của các bạn. Mà cholesterol tăng cao gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đặc biệt là tim mạch của các bạn cũng bị ảnh hưởng nè. Tiếp đến là nó sẽ ổn định được huyết áp của bạn. Kèm theo đó chính là gạo lứt nó sẽ hạn chế được cái tình trạng là cái động mạch của chúng ta bị xơ vữa, và nó ngăn ngừa được cái tình trạng là động cái mạch vành của các bạn đó bị ảnh hưởng, bị suy yếu. Từ đó tim mạch sẽ được bảo vệ một cách trọn vẹn hơn. Tiếp đến là nó tốt cho xương. Nếu như bạn để ý thì bạn thấy Trang có kể đến cái hàm lượng canxi, phosphor ở trong cái thành phần gạo lứt này. Cho nên là nó rất tốt cho xương. Và bạn có thấy một điều quan trọng hay không? Mangan thì nó sẽ ngăn ngừa tình trạng hủy chất khoáng ở xương. Có nghĩa là ngăn ngừa hủy canxi đó, thì nó sẽ hạn chế được tình trạng loãng xương, mất mật độ xương và bảo vệ xương của các bạn chắc
khỏe hơn rất nhiều. Tiếp đến là nó sẽ tốt cho cái quá trình là những người bị tiểu đường. Tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường đó, thì nó sẽ giúp cho bạn ổn định lượng đường huyết tốt nhất. Và những người bị bệnh tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường, hoàn toàn có thể sử dụng gạo lứt trong khẩu phần dinh dưỡng của mình. Tại sao lại sử dụng được? Bởi vì hàm lượng chất xơ của nó cực kỳ dồi dào, 3,5 gram, rất là cao các bạn nhé. Và khi chúng ta bổ sung trong cái khẩu phần dinh dưỡng cho mình như vậy đó, thì gạo lứt nó lại làm chậm lại cái quá trình tiêu hóa, có nghĩa là nó chuyển hóa chậm hơn, cái lượng đường đi vào máu nó không đáng kể, cho nên là không làm tăng cái lượng đường trong máu quá mức khi bạn sử dụng cái chế độ dinh dưỡng từ gạo lứt cho những người bị đái tháo đường. Cho nên là những người bị bệnh đái tháo đường hoàn toàn có thể sử dụng gạo lứt, nhưng nhớ là sử dụng với một liều lượng thích hợp thôi các bạn nhé, chứ không phải là thấy tốt như vậy ăn càng nhiều càng tốt thì không có đâu. Sử dụng thuốc, chế độ dinh dưỡng hợp lý thì mới giúp cho bạn kiểm soát được cái lượng đường huyết trong cơ thể của mình một cách hiệu quả. Sử dụng gạo lứt còn giúp cho bạn kiểm soát được cái nồng độ axit uric trong cơ thể nữa đó. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Và đặc biệt là trẻ em, khi sử dụng gạo lứt thì còn lại giúp cho cái quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra tốt hơn, giúp cho sự tăng trưởng của con cũng được nâng cao hơn nè. Cho nên những ai sử dụng gạo lứt mà dùng với một hàm lượng thích hợp vừa đủ đúng cách thì sẽ mang đến hiệu quả rất là tốt cho sức khỏe. Như vậy là chúng ta đã điểm danh sơ lược cùng với Trang về những cái tác dụng mà gạo lứt mang đến, từ việc làm đẹp cho đến việc chăm sóc sức khỏe. Và tất nhiên bạn phải có bí quyết sử dụng cho mình, cũng như kết hợp đầy đủ luyện tập nghỉ ngơi thì mới mang đến hiệu quả tích cực. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ tư, cách sử dụng gạo lứt như thế nào. Khi chúng ta nghe nói rất nhiều về những cái giá trị mà gạo lứt mang đến thì mọi người sẽ nói: "A, gạo lứt tốt chứ dày nè, hãy sử dụng mỗi ngày đi, mình bây giờ mình thay gạo thường thành gạo lứt luôn, ăn cho nó tốt." Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu với Trang nhé. Đầu tiên, có nên sử dụng gạo lứt quá nhiều hay không, có nên ăn hàng ngày hay không? Thì câu trả lời là bạn có thể ăn hàng ngày nhưng mà với cái hàm lượng cho phép. Có nghĩa là bạn chỉ ăn khoảng là 150 đến 200 gram gạo lứt trên một ngày thôi. Có nghĩa là một người trên một ngày chỉ ăn được tối đa là một cái chén này là vừa đủ rồi các bạn nhé, chứ không phải ăn nhiều là tốt đâu. Ăn nhiều lại phản tác dụng, nó lại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đó. Và những người giảm cân có cơ địa béo phì thừa cân quá mức thì ăn cũng khoảng là 150 gram gạo lứt trên một ngày là được. Các bạn cần lưu ý nhé, không ăn nhiều. Và khi nấu gạo lứt thì chúng ta cũng cần phải lưu ý như sau. Thì bạn có thể ngâm gạo lứt trước hoặc là không đều được, tùy theo mọi người thôi. Nếu ngâm trước thì nó sẽ làm cho gạo trở nên nhanh mềm hơn, bởi vì nó sẽ loại bỏ bớt một phần acen và aspartic, cho nên là nó dễ mềm, dễ nấu hơn. Và khi bạn ăn vào thì dễ tiêu hóa hơn nữa. Thì bạn có thể chọn phương pháp ngâm hay không ngâm. Còn Trang thì Trang không có ngâm, Trang cho vào nồi Trang nấu luôn. Thì chúng ta sẽ lấy một cái chén gạo lứt này, cho vào nồi cơm điện, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vo sơ để loại bỏ đất cát ra. Bạn nào thích ngâm thì ngâm trước khoảng 30 phút hoặc là 2 tiếng cùng với nước ấm bạn nhé. Thì sau đó chúng ta sẽ chắc nước vo đó ra, và bạn sẽ tính như sau, đơn giản thôi. Một chén gạo này thì sẽ bằng 2 chén nước, có nghĩa là chúng ta cho 2 chén nước này vào nồi nữa và bắt đầu nấu thôi. Và chúng ta sẽ bấm nút và nồi cơm nó sẽ tự nấu. Sau khi nó báo hiệu là cơm đã chín thì bạn cứ để thêm 30 phút nữa cho cơm trong đó nó mềm đều thì chúng ta ăn sẽ ngon hơn. Còn đối với những cái nồi cơm điện mà có chế độ nấu gạo lứt thì chúng ta chỉ cần chọn chế độ thì nó sẽ nấu cho bạn thôi. Thì Trang chọn theo cái chế độ của nồi cơm điện của Trang, cho nên là nấu ra rất là ngon. Thì đây là thành phẩm đây. Đây là thành phẩm cơm gạo lứt đây các bạn nhé. Nấu lên khi bạn nấu nó chín nó có cái mùi rất là thơm, rất là thích luôn. Cái mùi của cám gạo á, những hạt cơm nó mềm xốp nó tơi ra như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ ăn thử xem coi cái cơm gạo lứt này sẽ có cái cảm nhận như thế nào bạn nhé. Xin mời tất cả các bạn thử cùng với Trang nhé. Bạn nhai vào á, cái cảm giác là cái nguyên cám nó còn, bạn nhai sực, nó rất là khô các bạn nhé. Tại vì cái hạt gạo nó tơi xốp nên nó khô queo như thế này. Nó rất là thơm,
thơm cái mùi cám gạo ở trong miệng của mình luôn. Khi mà gạo lứt tiếp xúc với enzyme trong miệng của chúng ta, nó sẽ tạo ra chất đường, cho nên là bạn cảm thấy cái vị ngọt nếu như chúng ta nhai kỹ, và khi đó chúng ta sẽ nuốt đi. Bạn nuốt đi cái cảm giác nó khô, nó vướng ở cổ họng nè. Cho nên lúc đầu Trang đã nói là gạo này nếu như ai ăn không quen thì sẽ có cảm giác khô rất là ngán. Thì bạn có thể ăn cùng với thịt kho hay là những cái bữa ăn chính của mình đó. Bạn chế biến món gì thì chúng ta có thể thay gạo trắng thành gạo lứt để ăn nè. Còn không thì bạn ăn buổi sáng thì bạn trùng với muối mè cũng được. Trang có sử dụng một xíu muối mè nè. Thì mình cho vào mình ăn, chứ ăn không nó ngán lắm. Bạn có thể ăn cùng với rau củ quả đều được hết các bạn nhé. Cho nên là những ai thường ăn gạo dẻo hoặc là gạo thơm đó, bạn ăn lại gạo lứt á, cảm giác nó khô lắm, ăn không được. Khô ở đây không phải là cái hạt gạo nó khô giống như là bị còn sống, bị sượng nha các bạn, mà là nó khô do cái hàm lượng chất xơ của nó nhiều á, chứ bên trong hạt gạo nó vẫn tơi xốp. Bạn cắn nghe đã lắm, nghe phịch phịch luôn á. Còn những cái hạt cơm của mình ăn cái kia á, mình cắn không có nghe phịch phịch đâu, bởi vì cái hàm lượng chất xơ của nó rất là ít rồi. Cái màu chúng ta nấu lên rất là đẹp, rất là thích đúng không ạ? Thì cái đó là cảm nhận của Trang về gạo lứt thôi, để cho các bạn thấy rằng chúng ta nấu cũng cần phải biết cách nè. Bởi vì chúng ta nấu quá ít nước thì cơm sẽ không chín, nấu quá nhiều thì cơm sẽ nhão. Cho nên là nấu với một hàm lượng vừa đủ để cơm nó sẽ ngon hơn, cũng như là cơm của Trang nấu ngày hôm nay rất là ngon. Ăn gạo lứt này chắc uống nhiều nước lắm, cho nên là nó sẽ giúp cho bạn đẹp da đẹp dáng luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ 5 cùng với Trang nhé, những lưu ý khi sử dụng gạo lứt. Khi sử dụng gạo lứt thì có cần những lưu ý nào hay không? Câu trả lời là có bạn nhé. Ở đây Trang có một số những lưu ý gửi đến tất cả các bạn thôi. Đầu tiên, chọn mua gạo ở nơi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bởi vì sao? Bởi vì có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thì chất lượng gạo mới được đảm bảo. Còn bạn mua ở những nơi không uy tín thì gạo như màu đỏ này người ta nhuộm màu thì sao? Khi mình nấu ra mình ăn á, thì cái hóa chất đó nó sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mình. Cho nên là cần lưu ý nha. Chọn những nơi uy tín có nguồn gốc xuất xứ để chúng ta mua. Còn mua bên ngoài không được thì giao siêu thị hay bách hóa để chúng ta mua nè. Nó sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Có rất nhiều loại gạo đó, bạn có thể lựa chọn loại nào mà mình ăn được hoặc là mình cảm thấy rằng nó giúp cho mình ngon miệng thì mình có thể mua về để sử dụng. Bạn xen kẽ những cái bữa ăn của mình để tốt hơn cho sức khỏe của mình bạn nhé. Tiếp đến đó chính là cách nấu cơm. Thì bạn có thể ngâm hoặc là không ngâm đều được. Và nhớ là cái hàm lượng nước 2 nước 1 gạo các bạn nhé. Có nghĩa là một chén gạo này thì 2 chén nước thì nấu cơm nó sẽ ngon hơn, không bị nhão cũng không bị khô, thì các bạn dễ ăn hơn. Và nhớ khi ăn cơm gạo lứt thì nhớ nhai chậm, nhai kỹ giúp Trang. Bởi vì nếu như bạn không nhai kỹ, bạn nuốt vào nó sẽ tạo áp lực cho cái dạ dày đó, nó gây đầy bụng chướng hơi. Bởi vì hàm lượng chất xơ rất nhiều cho nên bạn phải nhai kỹ để cho gạo đưa vào cái hệ thống tiêu hóa của mình đó, nó dễ tiêu hóa hơn, nó nhẹ nhàng cho cái hệ thống tiêu hóa của bạn. Nhớ là ăn chậm, nhai kỹ khi sử dụng cùng với gạo lứt. Như vậy sẽ giúp cho bạn hấp thụ được dinh dưỡng, bạn no lâu hơn, giảm đi cái cảm giác thèm ăn nữa các bạn nhé. Và nhớ rằng những người như là trẻ em, người lớn tuổi, những người bị suy thận mãn tính hoặc là những người phụ nữ mang thai thì nên hạn chế sử dụng gạo lứt. Mặc dù nó tốt cho sức khỏe đó, nhưng mà không phải chúng ta cứ ăn nhiều là tốt đâu. Cho nên là cần cân chỉnh trong khẩu phần dinh dưỡng của mình.
Nói chung thì chỉ có những cái lưu ý đơn giản như vậy thôi. Mong rằng các bạn sử dụng đúng, an toàn, hiệu quả để tốt nhất cho mình. Gạo lứt mặc dù giàu chất dinh dưỡng thiệt nhưng không thể thay thế bất kỳ các loại thực phẩm nào khác, cho nên bạn cần lưu ý dinh dưỡng luôn là yếu tố quan trọng để giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh và hệ thống miễn dịch tốt hơn. Đồng thời bạn nghỉ ngơi luyện tập thích hợp thì sức khỏe của các bạn sẽ nâng cao bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ 6, giải đáp một số những vấn đề thắc mắc. Các bạn hỏi Trang là phụ nữ mang thai và trẻ em sử dụng được gạo lứt hay không? Câu trả lời là được bạn nhé. Và nhớ là sử dụng với một hàm lượng vừa đủ thôi, không nên ăn quá nhiều. Còn trẻ thì ăn xen kẽ một tuần khoảng là 1 đến 2 lần thôi bạn nhé. Tiếp đến đó chính là phụ nữ cho con bú có ăn được gạo lứt hay không? Câu trả lời là ăn được, nhưng mà cũng không thay thế hoàn toàn gạo trắng đâu các bạn nhé. Và dinh dưỡng cho mẹ để có đầy đủ lượng sữa cho con nữa. Gạo lứt trong miệng sấy khô có giảm cân hay không? Câu trả lời là bất kỳ các thực phẩm nào cũng giúp cho bạn giảm cân. Và gạo lứt nó cũng giúp cho bạn giảm cân đó. Nhưng mà không phải chúng ta cứ ăn rồi với câu thần chú là giảm cân đi thì hoàn toàn không có. Dinh dưỡng không có, luyện tập không có, nghỉ ngơi không hợp lý thì làm gì cân nặng của các bạn có thể giảm được. Cho nên là chúng ta phải biết được muốn giảm cân thì phải calo đưa vào cơ thể phải ít hơn cái lượng calo tiêu thụ thì chúng ta mới giảm cân được các bạn nhé. Tiếp đến bạn hỏi Trang là những người tiểu đường thì nên chọn gạo lứt như thế nào? Thì những người tiểu đường muốn ăn gạo lứt thì bạn nên chọn gạo lứt đỏ giống chen nè, đừng có chọn huyết rồng các bạn nhé. Có nghĩa là bên trong cái hạt gạo này nó màu trắng á, thì bạn ăn được rất là tốt. Chúng ta nên chọn những cái loại này thôi, chứ không phải mua cái loại càng mắc tiền thì càng tốt cho sức khỏe đâu, tùy thuộc vào từng người thôi các bạn nhé. Tiếp đến bạn hỏi chen gạo lứt huyết rồng bao nhiêu calo? Thì gạo lứt nói chung thôi thì 158g nó sẽ cung cấp cho bạn 216 calo, khoảng đó thôi các bạn nhé, chứ không hơn hoặc là không nhiều hơn nữa đâu, cũng không thấp hơn, thì các bạn cần lưu ý nhé. Nói chung là còn rất nhiều những cái vấn đề xoay quanh về gạo lứt. Mong rằng với những kiến thức chia sẻ ngày hôm nay đã giúp ích cho các bạn rất nhiều, cũng như tìm hiểu thêm một cái loại gạo hay đơn giản là một thực phẩm đưa vào khẩu phần dinh dưỡng cho mình, vừa làm đẹp vừa tốt cho sức khỏe. Chúng ta hãy thử cảm nhận những cái hương vị cũng như là những cái dinh dưỡng từ gạo lứt mang đến xem. Một tuần bạn có thể ăn từ 1 đến 2 lần để cải thiện sức khỏe của mình. Còn nếu như bạn uống trà gạo lứt á, thì ngày nào bạn uống cũng được. 100g bạn rang lên rồi bạn nấu nước đó, xong khoảng 5 đến 10 phút rồi bạn gạn, bạn lấy nước bạn uống trong một ngày. Thì 100g đó nấu với 1,5 lít nước bạn nhé. Thì đó là những kiến thức mà Trang có, Trang muốn chia sẻ đến tất cả mọi người để cùng nhau bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của mình một cách tốt nhất. Nếu như các bạn thấy những kiến thức ngày hôm nay có ích đối với mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại.